Nhân chuyến thăm và làm việc lần thứ hai tại Việt Nam, sáng nay, cựu Bộ trưởng Bộ Giáo dục bang Victoria, Australia đã làm việc và giao lưu với các học sinh xuất sắc của Tổ hợp Giáo dục Topeka. Bà Hon Brawinpai là cựu Bộ trưởng Bộ Giáo dục bang Victoria, Australia và là một trong những chuyên gia hàng đầu về giáo dục trong nước và khu vực. Năm 2008, trong chuyến thăm chính thức đầu tiên đến Việt Nam với tư cách Bộ trưởng, bà và lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký kết hợp tác giáo dục Việt Nam-Australia, khẳng định mối quan hệ khăng khít giữa hai nước trong vấn đề giáo dục. Lần này, bà hy vọng có thể tìm hiểu và nghiên cứu những mô hình giáo dục tiên tiến, hiệu quả, trao đổi kinh nghiệm về giáo dục giữa hai nước, cũng như có cơ hội khám phá thêm về đất nước và con người Việt Nam. Giao lưu và trực tiếp hướng dẫn các học sinh xuất sắc của Topeka, bà Hon Brawinpai đã chia sẻ những lợi ích thiết thực của việc học tiếng Anh và giới thiệu phương pháp học tiếng Anh theo phương pháp Imaging, là phương pháp đưa kiến thức cho học sinh với những hình ảnh và âm thanh chuẩn, sinh động, kích thích trí tò mò của học sinh qua hình thức phiêu lưu tìm tòi.